Có lẽ bạn đã từng nếm thử tất cả các món ngon trên thế giới, nhưng chắc chắn bạn chưa bao giờ nghĩ đến món bướu lạc đà trong 8 món ăn quý hiếm. Chiếc bướu vừa được cắt, để giữ được hương vị tươi ngon, ông chủ lập tức loại bỏ phần da, dùng con dao cắt dọc theo phần da mỡ. Thịt bướu hồng hào mềm mại ở trước mặt, do cấu trúc và chức năng độc đáo của bướu, cùng với hương vị tan chảy trong miệng, cộng thêm số lượng khan hiếm, nên thịt bướu còn được gọi một cách trìu mến là Rolls Royce của sa mạc. Đứng trước thực phẩm quý hiếm như vậy, ông chủ phải chạy xe đến tận nơi để xử lý. Thịt bướu thực chất là mỡ sền sệt. Trong lúc di chuyển trên đường, bướu sẽ được chuyển hóa thành nước và chất dinh dưỡng để cung cấp cho lạc đà. Để duy trì các chức năng cơ thể, cắt thịt bướu thành từng miếng nhỏ, gia tăng diện tích tiếp xúc thịt bướu trong quá trình xử lý. Tiếp tục bọc muối biển để đẩy bớt nước trong thịt ra ngoài. Rắc ớt bột lên để lấn át mùi hương đặc trưng của bướu. Ông chủ từ nhỏ đã được ăn thịt bướu tươi ngọt, nên rất có kinh nghiệm xử lý thịt lạc đà. Để đánh thức vị ngọt của thịt bướu, ông chủ bỏ chúng vào trong lò, hun ở nhiệt độ cao, lượng nước của bướu bị đẩy ra ngoài hoàn toàn. Vị ngọt của thịt bướu được lấp đầy bằng chất thịt, thái chúng với độ dày 2mm, xếp thịt lên trên bánh mì nguyên cám cùng với nước sốt hổ phách. Hương vị của lạc đà thơm nước mũi, đây không còn là một cái bướu bình thường nữa. Ăn thử một miếng, thành quả xứng đáng với một ngày vất vả. Con cá đuối vừa được đánh bắt từ dưới biển, đã bị cắt đuôi sạch sẽ. Để có thể xử lý an toàn, họ phải dùng dây thép để cắt dây thần kinh. Họ cẩn thận như vậy, vì đuôi cá đuối có độc tính cao. Nếu bị đâm, nỗi đau ấy sẽ theo bạn cả đời. Đây là loài cá đuối đắt nhất, cũng là loài độc nhất. Nó còn được các ngư dân lâu năm trìu mến gọi là cá quỷ. Rửa sạch cá bằng nước áp lực cao, cá đuối vui mừng mỉm cười như chút được gánh nặng. Quá trình này còn gọi là xả axit, cấu trúc protein độc đáo của cá biển, tích tụ các chất có tính axit trong cơ thể, không để chúng thoát ra ngoài. Ngay cả cá đuối thơm ngon cũng khó kiểm soát. Để thịt cá có được vị ngọt tuyệt đỉnh, phải cần đến rất nhiều sức để thực hiện, lột bỏ phần da để tránh ảnh hưởng đến vị ngon của cá. Phần này cũng là phần ít tích tụ các chất axit nhất. Ông chủ biết rằng thay vì đặt lợi ích thực tế lên trước món ăn, mình nên hoàn thành món ăn một cách tỉ mỉ, nhờ các nguyên liệu độc đáo và giá rẻ, khiến cho cá đuối trở nên thật bắt mắt. Cắt phần thịt nhanh nhất có thể, thái chúng với độ dày 3mm mỗi lần di chuyển tay và dao. Mùi hải sản thơm lừng lại xộc vào mũi, đây không còn là con cá đuối bình thường. Ăn xong một đĩa coi như công sức ngày hôm nay là xứng đáng. Con cá mặt quỷ mới được đánh bắt từ dưới biển, người đầu bếp dày dặn kinh nghiệm, lập tức dùng dụng cụ để xẻ nó, để đảm bảo an toàn khi xử lý. Đầu bếp lập tức loại bỏ phần xương lưng, ông ấy cẩn thận như vậy, vì con cá mặt quỷ này có nọc độc ở xương lưng. Nếu bị đâm trúng, nỗi đau ấy sẽ theo bạn cả đời. Nó còn được ngư dân gọi một cách trìu mến là men độc hoa hồng. Đầu bếp dùng sức kéo mạnh, da cá ở phần hàm răng bị xé toạc, tiếp tục loại bỏ phần nội tạng, kể cả cá mặt quỷ, tiến hóa tạo ra một loại độc tố đáng sợ, chúng vẫn giữ được nội tạng thơm ngon. Ông chủ từ nhỏ đã được ăn thịt cá mặt quỷ, nên rất có kinh nghiệm trong việc xử lý chúng. So với thịt cá tươi ngọt, nội tạng càng quy tụ thêm hương vị đậm đà từ biển. Cho da và nội tạng cá vào đun sôi, luộc da cá cho vừa chín tới sau đó rửa sạch với nước và để nguội. Vừa giữ được cảm giác ngon miệng, đồng thời cũng giữ được hương vị ngọt ngào khó cưỡng. Thái thành những miếng nhỏ và đặt chúng vào đĩa, sau đó bạn có thể gửi chúng tới mọi người. Dùng đũa lật dở từng miếng, hương vị của biển đem lại cảm giác tươi ngọt thơm nước mũi. Đây không còn là một tấm da cá bình thường, ăn xong một đĩa cảm thấy một ngày không hề uổng phí. Con cá nóc hoang dã vừa được đánh bắt từ dưới biển, người đầu bếp dày dặn kinh nghiệm, nhanh chóng lấy dụng cụ để chọc thủng, để đảm bảo an toàn khi xử lý. Đầu bếp dùng dây sắt để phá hỏng thần kinh của nó. Cá nóc không chỉ có độc tố vô cùng đáng sợ, răng của nó còn có thể cắn đứt dây thép. Nếu bị nó cắn, nỗi đau ấy sẽ theo bạn cả đời. Tiếp tục loại bỏ phần miệng cá sắc nhọn, sau đó lập tức cầm lấy con dao, xẻ dọc theo đường giữa màu đen và trắng. So với cá nóc nuôi nhân tạo an toàn và không độc hại, cá nóc hoang dã có nhiều độc tố hơn, đồng thời thịt cũng ngọt hơn. Ông chủ từ nhỏ đã được ăn thịt cá nóc hoang dã tươi ngon, nên rất am hiểu về loài cá này. So với thịt cá nóc cực kỳ tươi ngọt, tinh hoàn cá nóc càng quý hiếm hơn. Chỉ có con cá được trưởng thành trên 10 tuổi mới có thể có được nó. Đặt tinh hoàn đã xiên lên vỉ để nướng, nướng chín đến 3 phần, các đốm đen cháy bám trên bề mặt, sau đó đặt nó lên đĩa vàng, màu sắc vàng ánh, khiến tinh hoàn trắng mềm béo bở, trở nên càng thêm nồng nàn ngây ngất. Vắt thêm chanh để đánh thức hương vị tươi ngọt của tinh hoàn. Đây không còn là miếng tinh hoàn bình thường, ăn xong một đĩa, cảm giác một ngày không hề uổng phí. Quả thật chưa từng nhìn thấy bà chủ nào thông minh như vậy. Người khác vứt bỏ tinh hoàn của cừu đi, cô ấy lại mang nó về nhà, tạo thành Rolls Royce trong tinh hoàn. Tinh hoàn vừa được mang về, liền bị cô ấy dùng dao xẻ rách phần da, sau đó xé bỏ lớp da bọc tinh hoàn. Tinh hoàn là bộ phận quan trọng của một con cừu được trưởng thành. Do cấu trúc chức năng độc đáo, cùng với hương vị thịt đặc biệt, ngay cả là người sành ăn lâu năm cũng khó lòng cưỡng lại. Xử lý tinh hoàn chỉ là chuyện nhỏ với cô ấy, phần da rất dai và dày, điều này khá ảnh hưởng đến việc chế biến phần thịt. Bà chủ từ nhỏ đã được ăn món tinh hoàn cừu thơm ngon, nên rất có kinh nghiệm trong việc xử lý chúng. Việc này khác với cách xử lý da của các quán nướng thông thường. Thịt tinh hoàn đã loại bỏ da có diện tích tiếp xúc lớn hơn, nên tiếp xúc hoàn toàn với mỡ lợn, mùi thơm của mỡ lợn cùng với nhiệt độ dầu gia tăng đã thay thế tinh hoàn, mùi hương độc đáo của nó cũng thay đổi. Đợi đến khi nó chín vàng, bà chủ bắt đầu vớt ra. Nhìn màu sắc vàng ánh, càng khiến người xem muốn ăn hơn, tạo nên một mùi hương thơm nồng ngào ngạt, mùi thơm béo ngậy của mỡ lợn và mùi cừu xộc vào mũi. Đây không còn là tinh hoàn cừu bình thường,
Ăn xong một phần cảm thấy một ngày không hề uổng phí. Tôi chưa bao giờ thấy ông chủ nào thông minh như vậy. Để khôi phục lại hương vị ban đầu, ông ấy liền biến những thanh tre thành vỉ nướng, kết hợp với những con lươn rừng. Ông ấy đã mở 20 chi nhánh của hàng chỉ trong một năm. Con lươn hoang dã vừa mới đánh bắt được, dưới sự kết hợp giữa con dao sắc nhọn và tay nghề của ông chủ, xương lươn liền được lóc ra khỏi thân của nó, chỉ giữ lại phần thịt lươn trắng mềm và ngọt, đặt chúng ngay lên vỉ để nướng. Ông chủ từ nhỏ đã được ăn thịt lươn thơm ngon nên rất am hiểu về lũ lươn. So với lươn nhà, chất lượng thịt của lươn rừng càng trở nên mềm mỏng hơn, hương vị cũng tươi ngọt hơn. Nướng cho đến khi da hơi vàng, sau đó có thể chuyển sang vỉ tre để nướng, quét lên bề mặt lươn hỗn hợp mật ong với nước sốt làm từ xương lươn. Hương thơm từ tre cộng với nướng ở nhiệt độ cao cùng với tẩm nước sốt vào lươn, làm cách này sẽ đem lại hương vị khác so với lúc nướng vỉ sắt. Chính nhờ việc tỉ mỉ làm nước sốt và sự hỗ trợ của dụng cụ nhà bếp, khiến thịt lươn tạo cảm giác thơm ngon mềm mại, diện tích tiếp xúc lớn hơn, khiến thịt lươn thấm hút nhanh chóng nước sốt trên thanh tre, đánh thức trọn vẹn hương vị tươi ngọt bên trong của lươn. Đặt lên lá bạc hà điểm xuyết thêm nhiều màu sắc, đây không còn là một con lươn bình thường. Ăn thử một miếng cảm giác một ngày không hề uổng phí.